Chào các bạn đã trở lại với M2Deal Channel. Tập hôm nay sẽ dài nên hãy cùng mình vào nhanh diễn biến trận đấu nảy lửa giữa bộ đôi Yonouchi Yugi và anh em nhà Mê Cung nhé. Tưởng chừng đã tiêu diệt được Lamb Shotman của Yonouchi thì lá bài up của Yugi được kích hoạt, lá chắn Mirror Fog phản đòn tấn công của quái thú. Xui thay, Tam Đại Ma Thần bất khả xâm phạm, đòn phản công bị vô hiệu hóa. Nhưng Monster Tamer thì may mắn được một vé đi thẳng xuống mộ. Điểm gấp của anh em nhà Ubin và Ibin lần lượt là 900 và 1600. Ma thần sẽ bị đánh bại khi tập trung tấn công từng bộ phận trên cơ thể. Yugi đã nhận ra và nhắc Yonouchi điều đó. Trong lượt của Yonouchi, anh ra lệnh cho Lamb Shockman sử dụng lửa để tấn công thần gió, nhưng lại bị thác nước chặn lại và tấn công bằng tuyệt chiêu Awaway. Dark Masiken được mũ ma thuật bảo vệ nhưng Lamb Shockman thì không. Cứ ngỡ lượt đánh của Yonouchi không góc, nhưng đó lại là cơ hội cho Yugi ra tay. Yugi úp một lá bài và triệu hồi Summon School. Lợi dụng đòn đánh Awaway trước đó đã làm cho sân chơi mê cung ngập đầy nước. Yugi cho Summon School đánh sấm sét xuống khắp mê cung, kích hoạt thêm cạm bẫy Spellending Cycle, giảm 700 điểm sức mạnh của thần nước. Tam thần giờ chỉ còn là nhị thần, lượt Ubin, kích hoạt bài ma pháp Remove Trap để phá hủy cạm bẫy Spellending Circle. Yonouchi triệu hồi con ác chủ bài của mình là Red Eye P-Dragon. Chưa dừng lại, Yugi kích hoạt thêm ma pháp dung hợp đã úp sẵn trước đó, dung hợp Red Eye P-Dragon với Summon School để triệu hồi rồng bóng tối Black Demon Dragon. Tập này thì hai cánh của Black Demon Dragon coi như bỏ, dù là quái thú nào thì vẫn phải từng bước đi ra khỏi mê cung. Anh em nhà Ubin và Ibin cười khoái chí lắm. Ibin tiện tay kích hoạt luôn ma pháp Fog, lá bài này có thể lấy đi phân nửa điểm gốc của đối thủ để cộng vào sức tấn công của Gate Guardian. Vì đã kích hoạt bài ma pháp Fog nên ma thần không thể tấn công ở lượt này. Yugi cho phù thủy áo đen trở lại sân chơi và tiến lên 7 bước. Ubin ra lệnh cho Gate Guardian tấn công Dark Magician, nhưng Yugi đã kịp hồi sinh thần nước Zushin từ mộ lên để đỡ đòn tấn công của Gate Guardian. Yonouchi rút được Copycat, quái thú có khả năng sao chép bất kỳ lá bài nào trên sân, kích hoạt hiệu ứng sao chép ma pháp Fog, lấy đi phân nửa điểm gốc của anh em nhà mê cung để sức tấn công của Black Demon Dragon tăng lên 4000. Ibin ra lệnh cho thần gió Kanzeji tấn công Zushin. Cả hai hòa nhau nhưng thần sấm Sanga cũng tiếp tay nên Zushin bị đưa xuống mộ một lần nữa. Nhờ lượt trước đưa Dark Magician ra khỏi nón nên Yugi dễ dàng dùng ma pháp Monster Replay hoán đổi vị trí của phù thủy áo đen với Black Demon Dragon. Gate Guardian không còn sự hỗ trợ từ thần nước Suga nên không thể chống nổi đòn tấn công từ Black Demon Dragon. Với tuyệt chiêu Metoplay, Tam Đại Ma Thần đã bị tiêu diệt. Điểm gốc của anh em nhà mê cung trở về không. Yugi và Yonouchi đã giành chiến thắng và có đủ 10 sao. Dù đã thắng trận đấu đôi nhưng vẫn còn hiệp cuối. Yugi và Yonouchi phải chọn được cửa dẫn ra ngoài. Yugi sử dụng 2 đồng xu để chọn cửa. Mở bàn tay ra là chữ cung. Hóa ra anh em nhà mê cung chơi gian lận. Dù chọn bất kỳ cửa nào thì họ cũng sẽ nói là cửa còn lại. Nhưng bàn tay còn lại của Yugi vẫn là đồng xu chữ cung. Yugi đã dùng 1 đồng xu chữ cố định và 1 đồng xu hai mặt. Nói chung là Yugi đã chọn đúng cửa, tiến thẳng vào lâu đài Pegasus. Ở một diễn biến khác, anh em nhà Kaiba thì không được may mắn như thế. Phát hiện Kaiba đã đột nhập thành công vào ngục để cứu Mokuba. Pegasus liền dùng con mắt ngàn năm giam giữ linh hồn của Mokuba vào lá bài. Để cứu được Mokuba thì phải chiến thắng được Pegasus. Đương nhiên là mục đích của Kaiba là vậy mà. Nhưng Pegasus đưa thêm điều kiện là phải thắng được Yugi rồi mới có cơ hội đấu với Pegasus. Để cứu được Mokuba thì bằng cách nào anh cũng phải đồng ý. Trước khi rời khỏi ngục, Kaiba vẫn không quên cảnh cáo Pegasus. Sau khi thoát khỏi hang động, vừa thấy được ánh sáng mặt trời thì vòng tròn ngàn năm của Bakura phát sáng, chỉ hướng về phía tòa lâu đài. Trong lúc mọi người đang vui mừng thì Anzu lại nghĩ về Yugi thứ nhất và Yugi thứ hai. Cô ấy nhớ đến trận đấu giữa Yugi và Bakura bóng tối. Khi đó Anzu đã có cơ hội thấy được cả hai nhân cách của Yugi. Thấy Yugi chạy vội không may vấp té, Anzu mỉm cười và nhớ lại chuyện lúc trước giữa cô và Yugi. Khoảng thời gian đó, Yugi với Yonouchi đi ăn hamburger thì bắt gặp Anzu đang làm phục vụ tại đó. Do trường nghiêm cấm học sinh đi làm thêm ngoài giờ nên Anzu sợ bị phát hiện. Biết được lý do Anzu đi làm thêm là để kiếm tiền đi du học nên Yugi và Yonouchi đồng ý giữ im lặng. Sau đó ở trường, Anzu đã nhận được một bức thư đe dọa hẹn gặp ở kho thể dục trường. Nếu không đến thì chuyện Anzu đi làm thêm sẽ bị trường phát hiện. Cứ nghĩ Yugi và Yonouchi không giữ đúng lời hứa nên Anzu đã rất tức giận. Nhưng khi đến nơi thì người gửi thư đe dọa lại là một tên biến thái. Trong lúc Anzu bị bắt nạt thì Yugi kịp thời đến và tấn công tên biến thái đó nhưng lại bị hắn đẩy mạnh sang một bên. Thấy thế, Anzu cũng lao vào cắn nhưng kết quả cũng không tốt hơn Yugi là mấy. Trong cơn mơ màng, Anzu thấy Yugi thứ hai xuất hiện và thách đấu tên biến thái thích quay trộm. Luật chơi là ai rút được quân bài có sức mạnh cao nhất thì chiến thắng. Tên biến thái cười to vì rút được lá Curse of Dragon, nhưng tác giả sao có thể để nhân vật chính thua được. Yugi rút được Dark Magician, Yugi thắng nhưng vì trò chơi quá nhảm nhí nên hắn đã lao vào đánh Yugi. Kết quả là bị Yugi trừng phạt. Quay về hiện thực, Anzu đỡ Yugi đứng dậy và tiến về lâu đài. Gần tới cổng thì mọi người bị Kaiba chặn lại. Dù thấy được sự bất thường từ Kaiba nhưng Yugi vẫn chấp nhận lời hách đấu. Tất cả theo chân Kaiba tiến vào sân đấu trên sân thượng của pháo đài. Cuộc chiến của họ sẽ có thêm một khán giả nữa là Bandit K, kẻ đi cướp sao của đồng bọn.
có thêm khán giả xem là đủ biết trận đấu sẽ hấp dẫn như thế nào rồi. Cả hai sẽ cược 5 sao, Judith do Kaiba chế tạo sẽ được thay thế cho sân đấu. Nào cùng điêu thôi. Lượt đầu tiên, Kaiba rút bài và triệu hồi Ryu Kishin Power It ở thế tấn công. Yugi cho Curse of Dragon ra sân. Dù có chung một kẻ thù là Pegasus, nhưng lại có khác mục tiêu, nên Yugi và Kaiba đành phải đối đầu nhau. Kaiba khiêu khích Yugi hạ quái thú trên sân của mình, là nhân vật chính nên Yugi cũng không ngại va chạm. Ra lệnh cho Curse of Dragon tung đòn Hellflame tấn công quái thú của Kaiba. Ryu Kishin Power It bị tấn công, điểm gốc của Kaiba còn 1600. Đúng như kế hoạch, để Ryu Kishin Power bị hạ, Kaiba ra lá Shock Talker, kích hoạt khả năng tiếp nhận mọi hận thù của đồng đội đã bị tiêu diệt vào thanh kiếm, tăng thêm 20% sức tấn công. Tự cao với chiến lược của mình, Kaiba ra lệnh tấn công Curse of Dragon, nhưng Yugi đã có chuẩn bị từ trước, kích hoạt bài ma pháp Monster Replay giúp hoán đổi vị trí với quái thú có điểm tấn công cao hơn, đó là Black Magician với 2500 điểm tấn công. Vì thấp hơn 100 điểm nên Shock Tucker đã bị Black Magician hạ gục. Đến lượt Kaiba triệu hồi Lazin, Yugi ra lệnh tấn công nhưng Kaiba đã kịp kích hoạt bài 7 Magic Lamp. Cây đèn này sẽ trả lại đòn tấn công cho quái thú trên sân của Yugi. Curse of Dragon bị hạ, điểm gốc của Yugi còn 1500. Đây chỉ là bước khởi đầu cho mưu tính về sự dung hợp vĩ đại của ba lá Blue Eye White Dragon. Kaiba rút được ma pháp Dispel hỗ trợ cho Lazin. Kết quả có được là Lazin The Genie of the Clam và phá hủy một lá bài ma pháp trên bàn đấu của Yugi. Shock of Revealing Light bị phá hủy, tới lượt Yugi rút được Magic Box. Yugi kích hoạt lá The Eye of True. Lá bài này cho phép Yugi nhìn thấy toàn bộ bài trên tay của Kaiba. Dù Blue Eye đang trên tay nhưng Kaiba vẫn chưa cho ra sân tấn công, chắc chắn là phải có mưu đồ. Tuy đã nhìn ra kế hoạch dung hợp ba rồng trắng mắt xanh của Kaiba, nhưng trước mắt Yugi phải phá hủy được ma pháp Magic Lamp. Anh kích hoạt Magic Box, phá hủy đòn kết hợp của Magic Lamp. Dark Magic cần xuất hiện và tiêu diệt Lazin. Điểm gốc của Kaiba còn 800. Kaiba cho Sagi được Dark Cloud ở thế thủ và đặt thêm một lá bài ở vị trí hỗ trợ. Thấy có điểm bất thường nên Yugi triệu hồi Gaia the Fire Knight tấn công Sagi. Sagi vừa xuống mộ thì cả Dark Magic cần Gaia the Fire Knight và tất cả quái thú trên sân lẫn trong bộ bài có sức tấn công trên 1500 cũng đều bị tiêu diệt. Nguyên nhân là do Sagi đã được lây nhiễm Ruskak Virus. Dù rút được quân bài mạnh là Summon School nhưng sức tấn công cao hơn 1500 nên Yugi cũng không thể triệu hồi ra sân. Yugi chỉ còn cách triệu hồi Silver Fang ở thế thủ và kết thúc lượt đi. Kaiba rút được Blue Eye thứ hai, triệu hồi Minotaurus ra sân ở thế tấn công và tiêu diệt Silver Fang. Đang bị mất lợi thế, Yugi chỉ biết ráng cầm cự để tìm cơ hội phản đòn. Rút được lá Rift Four, Yugi triệu hồi ở thế tấn công, kèm theo đó là ma pháp Horn of the Unicorn đánh phối hợp với Rift Four nên đã hạ được Minotaurus của Kaiba. Điểm gốc của Kaiba còn 600. Cuối cùng trên tay của Kaiba cũng là lá Blue Eye thứ ba. Chưa vội ra sân, Kaiba kích hoạt ma pháp Rip of the Holy F giúp anh tăng 300 điểm gốc. Vậy là Blue Eye đầu tiên ra sân. Chưa hết ngỡ ngàng thì Rift 4 của Yugi đã bị hạ gục. Điểm gốc của Yugi chỉ còn vỏn vẹn là 400. Yugi rút bài và triệu hồi Giant Soldier of Stone ở thế thủ và kết thúc lượt đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân tố cuối cùng đã xuất hiện để hoàn thành mong muốn của Kaiba. Ma pháp Polymerization, cả ba Blue Eye được hợp nhất, rồng trắng mắt xanh ba đầu Ultimate Dragon. Đối đầu với một quân bài mạnh như thế, Yugi chỉ biết đặt niềm tin vào lượt rút bài kế tiếp. Không hổ danh là con cưng của tác giả Takahashi Kazuki, anh luôn tạo được bất ngờ ở phút chót. Yugi rút được lá bài Kuribu. Tuy là quái thú cấp thấp nhưng khi kết hợp với bài ma pháp Multiply thì sức mạnh tiềm ẩn của Kuribu không thể lường trước được. Lá ma pháp này sẽ giúp Kuribu cấp số nhân thành hàng ngàn con. Dù có bị tiêu diệt thì số Kuribu bị hạ cũng sẽ được nhân đôi lên và sẽ phát nổ khi bị chạm vào. Chừng nào còn Kuribu trên sân thì đừng có mơ đụng vào điểm gốc của Yugi nhé. Chưa hết, Yugi lại quăng ra combo chủ lực kế tiếp là sự phối hợp của bộ ba Manmob Raveya, Polymerization và Spell Shattering Around cho phép bài ma pháp của mình kết hợp với quái thú của đối phương. Đại khái là ba cái lá bài này kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành cây cung bắn ra Manmob Raveya ký sinh vào người của Ultimate Dragon khiến nó mục nát dần dần. Dù trong bộ bài của Kaiba có cạm bẫy Negate Attack có khả năng ngăn chặn mọi đòn tấn công nhưng nó lại vô dụng với quái thú hợp thể. Yugi lại lật ngược thế cờ với nước đi này. Ultimate Dragon có mạnh đến mấy thì việc hạ gục hết Kuribu trên sân của Yugi là điều không thể. Bây giờ Yugi chỉ có việc rút bài và kết thúc lượt đi, nhường phần cho Ultimate Dragon thể hiện. Kaiba tấn công Kuribu trong bất lực, đến khi công của Ultimate Dragon chỉ còn 900. Kaiba rơi vào trạng thái bất lực vì anh không thể cứu được Mokuba, chỉ có thể nhìn Mokuba ra đi và tự trách bản thân mình. Đến lúc phản công, Yugi rút bài và ra quân bài Celtic Guardian, ra lệnh tấn công rồng ba đầu trên sân Kaiba. Một đầu của Blue Eye đã rơi xuống. Nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn Ultimate Dragon thì phải tiêu diệt được cả ba cái đầu. Điểm sinh mệnh của Kaiba còn 400, chỉ cần lượt kế tiếp hạ được thêm một cái đầu nữa thì phần thắng sẽ thuộc về Yugi. Không để đánh mất cơ hội, Kaiba đành phải hạ thấp bản thân để dồn Yugi vào bước đường cùng. Vì đòn tấn công của Yugi vừa rồi đã làm cho Kaiba mất 500 điểm gốc. Mỗi 500 điểm gốc sẽ tương ứng với một ô gạch, nên cậu ấy đã lùi về 5 bước. Và ô gạch thứ 5 chính là ô gạch cuối cùng trên sân đấu. Nếu ở lượt kế tiếp Yugi tấn công thì Kaiba sẽ rơi xuống vực và mất mạng.
Tình thế bắt Yugi phải lựa chọn, một là giành chiến thắng nhưng mất Kaiba, hai là chấp nhận thua cuộc để cứu Kaiba. Dường như đây là cơ hội cuối cùng, Kaiba dùng lá bài hồi sinh và triệu hồi một cái đầu của Blue Eye trở lại, nhưng vì đang ở trạng thái dung hợp nên không thể tấn công trong lượt này. Yugi thứ hai cũng có nỗi khổ riêng là phải cứu được ông nội nên anh phải chiến thắng Kaiba, ra lệnh tấn công cái đầu thứ ba. Tiếng kêu của Anzu đã khiến Yugi thứ nhất thức tỉnh và kịp thời ra lệnh cho Celtic Guardian dừng lại. Với bản tính hiền lành của Yugi thứ nhất, cậu ấy chấp nhận thua cuộc để xử lấy mạng sống cho Kaiba. Celtic Guardian bị hạ gục, Yugi thứ nhất chấp nhận thua cuộc để cứu Kaiba. Kaiba trách Yugi không đủ mạnh mẽ nhưng lại bị nóc nhà lên tiếng vạch mặt là mua hàng kế bẩn. Mặc kệ Yugi đang khóc hu hu, Kaiba cầm lấy 5 sao đã cược và chuẩn bị cho trận đấu với Pegasus. Yugi thứ nhất rất buồn bã vì đã ngăn cản Yugi thứ hai. Yonouchi muốn nhường số sao của mình cho Yugi để cậu ấy có cơ hội tiến vào bên trong, nhưng Yugi như một cái xác không hồn. Ngay lúc đó Makusaku xuất hiện, biết chuyện của Yugi nên đã trả lại số sao mà cô đã mượn. Trong tay Mai hiện tại có 16 star chip nên việc trả lại 6 star chip cho Yugi thì cũng không ảnh hưởng đến việc cô tiến vào lâu đài. Nhưng Yugi không nói cũng như không để tâm đến bất kỳ ai. Thấy Yugi như thế, Anzu nhận trách nhiệm thi đấu với Mai. Nếu Anzu thắng thì 6 star chip sẽ thuộc về cô. Nếu cô thua thì Anzu không được nhắc lại từ bằng hữu hay tình bạn. Cùng bắt đầu trận đấu giữa hai nóc nhà thôi nào. Anzu đi lượt đầu, rút bài và triệu hồi Pentit Angel đáng yêu ở thế tấn công. Đến lượt của Mai, triệu hồi quái thú Happy Lady ra sân ở thế tấn công và úp một lá bài. Sau đó ra lệnh tấn công quái thú của Anzu khiến điểm góc của cô còn 1.300. Tới lượt Anzu, triệu hồi Fairy Gift ở thế tấn công và úp một lá bài xuống bàn đấu. Lần này thì quái thú của Anzu có sức tấn công cao hơn Happy Lady, nhưng Mai đã có đề phòng từ trước. Mai kích hoạt ma pháp Rose Whip giúp tăng 300 điểm tấn công cho Happy Lady nên quái thú của Anzu bị tiêu diệt ngược lại. Trong lúc Mai và Anzu đang cãi cọ thì Anzu rút được và triệu hồi quân bài Friendship làm cô nhớ về ký tự tình bạn mà mình đã vẽ lên tay mọi người khi còn ở tập đoàn Kaiba. Điều đó giúp Anzu có thêm sức mạnh để đấu với Mai. Mai ra lệnh tấn công Friendship, Anzu lật cạm bẫy Waboku đỡ đòn thay cho Friendship. Tiếp đó Anzu kích hoạt ma pháp Silver Bow and Arrow tăng 300 điểm tấn công cho Friendship. Mai cũng kích hoạt ma pháp Cyber Bonded trang bị thêm áo giáp cho Happy Lady tăng sức tấn công thành 2.100. Chưa dừng lại, Mai còn kích hoạt thêm Dispel để vô hiệu hóa trang bị của Friendship. Mai không tấn công Friendship mà chọn hạ gục lá bài úp của Anzu. Saint Mexican đã bị hạ nhưng vì lá bài úp ở thế thủ nên điểm góc của Anzu không bị giảm. Mai và Anzu lại tiếp tục cãi nhau về tình bạn. Anzu bật khóc khiến Yugi có chút phản ứng. Đứng trước sự thách thức của Mai, Anzu nhận ra ma pháp F-Light tăng 400 điểm tấn công cho quái thú ánh sáng. Ma pháp Dispel phá hủy áo giáp của Happy Lady và sau đó là Silver Bow and Around sẽ tăng điểm tấn công của Friendship. Kết hợp ba ma pháp lại với nhau, Friendship sẽ đứng kèo trên. Tuyệt chiêu Silver Lightning Around. Happy Lady đã bị hạ, Mai còn 1.600 điểm gốc, có lẽ thấy được sự quyết tâm trong Anzu nên Mai đã cất lá bài 7 của mình, chấp nhận bỏ cuộc với lý do con ác chủ bài của mình đã bị hạ. Mai đưa cho Anzu 6 sao, Yugi tò mò lý do nhưng dường như anh đã hiểu lý do Mai làm vậy. Yugi đã có đủ 10 sao, tất cả cùng nhau tiến vào lâu đài. Hiện tại trong pháo đài đã có sự góp mặt của những bài thủ kỳ cựu như Makuzaku, Benitkei, Kaiba, Yugi và Zonouchi. Liệu ai sẽ là người đối mặt với Pegasus đầu tiên đây? Hãy cùng mình đón xem vào tập sau nhé. Chào tạm biệt.